Trời, phải gõ nữa. Trung cốt, cà tha. Yes. Trung gà, trung vứt, trung ngồm, trung đà điêu. Yes. Yes. Không thể nào sai được, chúc mừng. Sang. Ông nói là ba vật, ba vật. Ủa, đi về. Ông nói gà, ba nói vật. Chết ra. Xin chúc mừng. Ờ, cảm ơn. Yes. Không sao đâu, hôm nay 5 cái. Hai nhóm bạn biết ông nói gà bà nói vịt có nghĩa là gì không ạ? Hả? Có nghĩa là nó thông tin nó lộn xộn, nói gì nói nó không có rõ ràng thông tin á. Câu số 2. Hãy nghe một đoạn âm thanh sau và đoán đó là âm thanh của hành động gì. Cái ly bể, bể ly, bể ly. Bắt đầu. Cái ly bể. Cái ly bể. Cái ly bể. Phải không? Tình mình như cái ly bể à. Gợi ý có đến 3 hành động trong đoạn âm thanh trên. Nghe lại được không ạ? Đây là âm thanh 1 nè. Khó quá. Wow, thật là dũng cảm. Mời bạn đưa ra câu trả lời. Bạn đúng là một đứa trẻ dũng cảm. Đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh. Thấy chưa? Chính xác. Mạnh mẽ lên, nhìn vô không chung và nói liền, đó là tiếng gì ạ? Đi nhà vệ sinh. Không để nào là đi nhà vệ sinh được vì năm cua rồi. Gia đình ơi, để mà mình lấy lại cái hình ảnh trong sáng của nhập gia tùy tục thì nói chung là những cái âm thanh vừa rồi nó nằm ở trong căn bếp. Đúng rồi. Và trong quá trình chúng ta chế biến những cái món có liên quan tới trứng. Đánh. Chiên trứng, bẻ trứng, chiên trứng. Hết giờ rồi mấy bà hỏi nữa. Tôi nói tới đó là hết, hết rồi, về về. Xin mời chúng ta cùng nhìn màn hình. Nhớt lên. Nấu rồi xong rồi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Hãy nhìn hình ảnh trên màn hình và sắp xếp tên gọi của từng loại trứng theo đúng thứ tự. Bắt đầu. Chưa thuộc bài cho nên chưa đến trường được. Trường không ạ? À? Có ai muốn trả bài không ạ? À? Hên xui đi, hên xui đi. Trứng cực, trứng cực, cực cực. Thôi, cực. Không, à. Bỏ nấu nặng, thêm sắt vô. Cút, cút. Ờ, đó nha, tống khẩu hình lại, cút. Mở khẩu hình ra là kỳ. 2, 3, trứng, cút. Đúng. Trứng gà, trứng vịt, trứng, trứng. Trưng, trưng, trưng bày. Trưng, trưng to. Trứng to. Như vậy là vì Nam Cun đã chưa hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Điều đó đồng nghĩa lợi thế đang nghiêng về Dũng Ghi. Trời, phải gõ nữa. Trưng cúc, cà tha. Yes. Trưng gà, trưng vứt, trưng ngồm, trưng đà điêu. Yes. Không thể nào sai được, chúc mừng. Đúng là một người ăn mỗi ngày 7 kg hộp vịt lộn có khác. Oh my god. Oh my god. Sorry. Em tò mò trong cái túi đó có cái có gì không ta? Có. Đây là small voi tin tăng Nhật Bản. Với tinh thần Nhật Bản, Việt Nam cùng hôm tua dùng tao. Hát giỏi, chú con ta. Quân ơi, Quân. Anh thật sự small. Anh thật sự là mình đang thi cái bộ môn văn hóa của mình chưa? Quân quá.
Xin lỗi nha. You sing a song with him earlier. What is the song? Tip by me, tip by me, tip 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 by me. Tip tip bobo, tip bobo. Trời ơi, Dũng Kỳ ơi, đây có gì không? Trời dễ thương. Em còn đây chứ không phải dòng nha. Chai không? Cũng được. Mẹ, hả? Mẹ đang làm cái gì ạ? Đang giặt đồ. Ủa, giặt đồ. Ủa, giặt đồ sao có hành? Bây giờ muốn phá không? Ok, okay. Mở muối được một ngọt ra bỏ vô. Ok. Ô, thương làm, thương làm. Mệt quá. Lại, lại. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Cùng đón xem nhé, Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.